Ai sẵn sàng cho buổi tối chơi trò chơi rồi nào? Tuyệt quá, em thích lắm, mọi người sẽ thua hết. Lần này chơi trò gì? Thành phố đường. Không, đơn thuốc, xin lỗi. Anh, bình tĩnh nào. Trước khi chọn trò chơi, hãy tìm ra người chọn trò chơi bằng cách sử dụng vòng quay chọn người. Cháu sẽ quay trước. Hoan hô, cháu quay lại lần nữa nhé. Chú Ben lúc nào cũng chọn trò chơi siêu khó mà chẳng ai hiểu cả. Mọi người đừng lo, lần này sẽ là một trò mới. Một trò chơi bí ẩn tớ tìm thấy ngoài tiệm. Người bán hàng bảo nó tự xuất hiện trên kệ. Rồi cậu ta cười, nên tớ đoán là trò này vui lắm. Nó có tên chào mừng đến ngục tối. Tớ không biết nữa, cậu chắc là trò này không cần giấy kẻ ô chứ? Bình tĩnh đi, tớ biết các cậu sẽ không thích mấy trò tớ chọn, nhưng trò này sẽ hoàn toàn khác. Đây là đâu? Ben, cậu đã làm gì? Tớ không làm gì cả. Ôi không, chúng ta đang ở trong trò chơi. Điều đó tí. Chào mừng đến với ngục tối. Trò chơi đòi hỏi bạn phải sinh tồn trong một thế giới đầy hiểm nguy và phải đánh bại rồng bụi kim cương. Dành cho từ 2 đến 6 người chơi. Ben, giờ ai mới vô lý đây? Khoan đã, lẽ ra chúng ta chỉ chơi cờ bàn. Nhưng giờ chúng ta phải đi phiêu lưu và đấu với rồng ư? Các cậu tuyệt đấy. Nhưng hãy sẵn sàng nhìn tớ hóa thân thành một công chúa được bảo vệ kỹ càng. Váy đẹp đấy, công chúa. Ồ, được rồi, giờ tôi sẽ giải thích cách chơi của... Chúng tôi sẽ vừa chơi vừa tìm hiểu. Bắt đầu trò chơi đi thôi. Được thôi, chúc chơi vui vẻ. Cậu ta cười, tớ cũng cười. Vui quá đi, chờ đây. Được rồi. Cú đập hoang dại. Ba la. Thấy chưa, vui mà. Tớ thích trò này. Nào đi tiếp thôi. Đi nào mọi người. Đây rồi, hang ổ của con rồng. Ben, xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, nhưng phải công nhận cậu chọn trò này hay quá. Giỏi lắm. Chào mừng đến phòng ngục cuối cùng của Chào mừng đến với ngục tối. Hãy giao nộp mọi lá bùa quyền năng mà bạn đã thu thập được trong chuyến hành trình của mình. Lá bùa là gì? Có ai tìm được ba tinh thể màu sắc không? Đòn bẩy để thăng hạng. Dưa muối để tăng sức. Chú nói gì vậy? Chúng tôi không biết gì về mấy thứ đó. Tôi hiểu rồi. Phần này sẽ đau đấy nhé. Chúng ta vẫn chưa bị nướng chín, nhưng chúng ta quay lại từ đầu rồi. Sao lại thế? Các cậu đã bị rồng bụi kim cương đánh bại. Tôi rất tiếc. Không sao, lần sau chúng tôi sẽ hạ được nó. Hẹn gặp lại vào hôm khác. Mà làm sao để thoát ra? Các cậu phải đánh thắng con rồng. Nếu không, các cậu sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi. Chú Ben, chú không bao giờ được chọn trò chơi nữa. Cái gì? Làm sao mà chú biết được trước chuyện này chứ? Có đấy, tất cả đều được giải thích trong luật chơi. Quản lý hàng tồn, thống kê nhân vật, nâng cấp bảo mật. Lẽ ra mình phải biết đây là một trò chơi siêu phức tạp của Ben mà không ai hiểu nổi. Tớ, ý tớ là... Được rồi, tớ đã nghe về trò Chào mừng đến ngục tối. Đó là một trò chơi huyền thoại chưa ai từng thắng.
Tớ nghĩ đó là vì chưa có ai lao vào thử thách này. Không, đó là vì những người đã từng chơi đều mắc kẹt ở đây. Sao chú lại làm vậy với cháu? Cậu đang nghĩ gì vậy? Trò chơi hay đấy Hank. Mọi người bình tĩnh. Tớ sẽ hạ gục con rồng được chưa? Tớ giỏi mấy trò này lắm. Tớ thích chơi mà. Ta cậu hãy ngồi yên và để tớ chuộc lỗi. Cậu đã làm gì vậy? Cậu ta phá quy tắc chính trong trò chơi. Trò này dành cho từ 2 đến 6 người chơi, chứ không phải một người. Nếu phá quy tắc chính, các ngươi sẽ biến thành cua đá. Chuyện đó xảy ra với tất cả mọi người, sớm hay muộn thôi. Chúng ta phải làm sao? Chẳng ai dành trò chơi như Ben cả. Các cậu, tôi đã đặt một xô bùn 3 ngày trước. Họ bảo giao đi rồi nhưng tôi chưa. Này, mọi người đâu rồi? Đây hẳn là buổi tối chơi trò chơi mà họ đã đề cập đến. Hank, Ginger, này, chắc là họ. Ôi không, Jeremy, anh cũng bị vào đây sao? Hả, đây là đâu? Chúng ta đang bị mắc kẹt trong trò chơi. Cách để thoát ra là phải thắng, mà cách chơi thì rất khó hiểu. Ben thì bị biến thành cua rồi. Mắc kẹt ư? Không được. Vi khuẩn cần không gian để phát tán. Hãy giúp bọn cháu phân biệt năng lượng dự phòng và phép thuật dự trữ. Trừ khi chú không thể, bởi vì trò chơi này rất khó. Nếu phải đoán thì tôi đoán năng lượng dự phòng là để sử dụng nhiều phép thuật hơn, còn phép thuật dự trữ dùng để sử dụng những phép thuật mạnh hơn. Ừ, nghe cũng có lý đấy. Tôi giỏi đọc hiểu quy tắc mà. Tôi phải học quy tắc của các cậu, kể cả những điều ngớ ngẩn như xả bồn cầu. Các cậu, tôi có cách rồi. Chào mừng trở lại. Sẵn sàng cho một trận tái đấu rồi hả? Hãy đưa lá bùa, tinh thể và dưa muối tăng lực ra đây. Chúng tôi không có mấy thứ đó, nhưng có cái này hay hơn. Đó là chúng tôi am hiểu luật chơi. Không ai hiểu trò này cả. Thế nên nó mới đầy thách thức như thế. Hãy chuẩn bị bị rồng tiêu diệt đi. Khoan, dừng lại, vi phạm quy tắc rồi. Rồng không được gầm và đập đuôi cùng lúc. Đó phải là hai hành động riêng biệt. Cũng đúng, rồng, làm cho đúng đi. Vi phạm quy tắc, ngươi chưa thể tấn công công chúa được che chở vì cô ấy đang được bảo vệ. Thôi được rồi. Vi phạm quy tắc, tôi tạo ra tia sét ở cấp độ 3. Vi phạm quy tắc, rồng bụi kim cương. Vi phạm quy tắc, không được né đòn, không thể né. Vi phạm quy tắc. Vi phạm quy tắc, vi phạm quy tắc, vi phạm quy tắc. Thôi đủ rồi, chẳng vui gì cả. Rồng, bắn chúng đi. Vi phạm quy tắc. Hả? Lại gì nữa đây? Đây là trò đi đánh rồng, không phải trò chơi về rồng và người quản ngục. Đây là sự vi phạm một quy tắc chính của trò chơi. Và cậu biết cái giá của việc vi phạm quy tắc chính rồi đấy. Không, tôi không thích bị thua. Tôi không muốn chơi nữa. Thắng rồi. Đã có chuyện gì vậy? Tôi đã cứu mọi người bằng sức mạnh hiệp sĩ à? Không đâu chú Ben. Mấy trò này không khó, chỉ cần suy nghĩ và ghi nhớ thôi. Tớ đã suýt có một buổi tối vui vẻ. Suýt thôi. Thế cũng được rồi, vì tớ vẫn được chọn trò để chơi. Và tớ còn vài trò muốn chơi thử nữa.